Ok, và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì cũng đã khoảng gần một tuần rồi bọn mình chưa có những cái video nào liên quan tới PC hay là gaming gear gửi đến cho anh em ở trên cái channel ấy được. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì bọn mình có tham dự sự kiện Computex năm 2019. Tuy nhiên thì bây giờ sự kiện đã kết thúc rồi, bọn mình cũng đã về nước rồi. Thì bây giờ bọn mình đã có thể làm cho anh em những cái video liên quan tới PC và gaming gear gửi đến cho anh em ở trong cái thời gian sắp tới. Và để mở đầu cho cái sự quay trở lại ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ PC. Và đặc biệt hơn thì nếu như bạn là một trong những người dùng, những người yêu thích những sản phẩm đến từ Gearbox thì video này chắc chắn sẽ dành riêng cho bạn. Bộ PC sẽ cùng đồng hành với mình cũng như các bạn ở trong video ngày hôm nay, nó có tên đó chính là PCIe Aorus Gaming Ultra. Và tất cả những cái linh kiện mà xây dựng đến bộ case máy tính này thì nó sẽ hoàn toàn đến từ Gearbox Aorus, với tất cả những cái linh kiện phải nói là cực kỳ là đẹp mắt. Và tổng giá trị của bộ case này thì nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là từ 27 cho tới 28 triệu đồng. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi khám phá từng cái linh kiện một có ở trên cái bộ PCIe Gaming Aorus Ultra này. Đầu tiên với vi xử lý thì nó được mang cho mình vi xử lý Intel Core i5-9400F, với sức mạnh của nó nhỉnh hơn một chút so với còn i5-8400 về khoản chơi game. Tuy nhiên về cái mặt khi mà làm đồ họa thì nó sẽ bị hạn chế một chút, bởi vì nó đã bị cắt bỏ đi cái nhân đồ họa thích hợp để chơi Intel Graphics. Vậy nên thì nếu như các bạn chỉ cần chơi game thì mình nghĩ Intel Core i5-9400F nó sẽ là một trong những sự lựa chọn tốt hơn rất là nhiều so với lại i5-8400. Đối với mainboard thì chúng mình đang sử dụng đây đối chiếu chiếc GA-B360 Aorus Gaming 3, một chiếc mainboard tầm trung của Gearbox Aorus ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nó cũng không kém phần sang trọng và đẹp mắt. Và cái điểm đáng chú ý nhất ở trên chiếc mainboard này đó chính là nó có một cái dàn phải điện cũng khá là lớn. Và ngoài ra nữa thì ở phía chipset của bán cầu nam thì nó còn được trang bị thêm một cái LED RGB ở cái phần logo Aorus với công nghệ 16.8 chiều màu. Với một bộ PC có mức giá lên đến tận được chỉ là từ 27 cho tới 28 triệu đồng như thế này thì mình nghĩ 8GB thì nó sẽ không thể nào đáp ứng tốt cho anh em có thể chơi được những cái tựa game nặng ở thời điểm hiện tại ở trên những cái độ phân giải cao, ví dụ như từ Full HD hay là 2K, thậm chí là 4K được. Vậy nên thì mình nghĩ với con số đối chỉ là 16GB RAM nó sẽ là một con số đủ để anh em có thể trải nghiệm được tất cả những cái hiệu năng cũng như phát huy được hết cái hiệu năng ở trên bộ PC này, cũng như là các bạn hoàn toàn có thể làm thêm được những cái tác vụ, ví dụ là đồ họa hay stream. Và đặc biệt đó chính là việc chạy đua channel nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc anh em chạy single channel. Và RAM bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là RAM Aorus RGB với dung lượng là 16GB RAM và bớt là 3200MHz. Với những bộ PC giá rẻ trước đây mình giới thiệu đến cho anh em thì mình thường xuyên sử dụng những cái AMD SATA thông thường. Tuy nhiên với những cái bộ PC nó mang tính kiểu high-end cao cấp như thế này thì mình nghĩ với việc lựa chọn SSD NVMe nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn xứng tầm cho cái bộ PC của chúng ta. Và SSD bọn mình đang sử dụng cũng như lựa chọn ở đây đó chính là chiếc SSD Aorus RGB với dung lượng đó chính là 256GB. Với chiếc SSD này thì các bạn sẽ có đó chính là một cái ngoại hình của nó phải nói là cực kỳ đẹp. Các bạn sẽ có thêm một cái phần tản nhiệt và cái điểm đặc biệt nhất đó chính là cái phần logo Chimku cũng được khác, cũng như là nó sẽ được trang bị thêm LED RGB 16.8 triệu màu kết hợp với công nghệ RGB Fusion của Gearbox ở trên chiếc SSD này. Với linh hồn cũng như sức mạnh của toàn bộ hệ thống thì bọn mình sẽ sử dụng ở đây được chính là chiếc card đồ họa RTX 2060 Aorus Extreme. Và với RTX 2060 thì nó sẽ đem đến cho chúng ta có thể trải nghiệm được rất là nhiều những cái tựa game với mức thiết lập là từ khoảng đó chính là 2 cho tới max setting. Và ngoài ra thì nó sẽ dành cho những ai muốn trải nghiệm những cái công nghệ mới được đồn đoán, ví dụ real time ray tracing của Nvidia. Và chiếc RTX 2060 nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm phải nói là cực kỳ tuyệt vời ở trong cái tầm giá là trên khoảng 10 triệu. Nếu như RTX 2060 nó được coi như linh hồn cũng như sức mạnh của toàn bộ hệ thống thì ở trên một bộ PC, nguồn sẽ là thứ để cung cấp sự sống cho toàn bộ những cái linh kiện mà mình đã vừa kể trên, và trong đó nó có cả VGA. Và bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là chiếc bộ nguồn Gearbox P650B với công suất 650W và nó đạt chứng chỉ 80+ Pro. Và linh kiện cuối cùng đó chính là vỏ cây, nơi giúp cho anh em có thể sắp xếp được tất cả những cái linh kiện mà mình đã vừa nêu ra một cách gọn gàng, cũng như nó sẽ góp phần tạo nên một cái vẻ đẹp nhất định cho bộ cây của chúng ta. Và bọn mình sẽ sử dụng ở đây đó chính là vỏ cây Aorus C300. Với vỏ cây này thì các bạn sẽ có một số những cái điểm đáng chú ý chính, đó chính là ở phần mặt trước của bộ cây này thì các bạn sẽ có thêm một cái logo Chimku Aorus, và cái phần cạnh hông của nó nữa thì với phần logo này nó sẽ có thể phát sáng với công nghệ RGB 16.8 triệu màu, và đặc biệt là nó có thể đồng bộ LED ở trên main. Đặc biệt thêm thì anh em cũng có thêm một cái mặt kính này, thì các bạn cũng có thể thấy đó chính là khi mà anh em xem video ngày nay thì tất cả những cái linh kiện này thì bọn mình đã quay qua cái tấm kính thì các bạn vẫn có thể nhìn rõ được tất cả những cái linh kiện đó. Và vừa rồi là mình đã giới thiệu đến cho các bạn tất cả những cái linh kiện có mặt ở trên cái bộ PCIe Aorus Gaming Ultra. Và tuy nhiên thì nếu như các bạn có để ý từ đầu video cho tới bây giờ thì các bạn cũng có thể thấy đó chính là bọn mình đã lắp thêm ở trên đây đó chính là một cái tản nhiệt khí. Nó có mã hiệu đó chính là RCT 700 RGB đến từ Gearbox Aorus. Và cái tản nhiệt khí này thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm
thêm khi mà anh em mua cái bộ PC này có mức giá là từ khoảng 27.990.000 đồng thì các bạn sẽ được tặng thêm cái tản nhiệt này có trị giá là 2.090.000 đồng. Vậy thì cùng xem với một bộ PC nó full tất cả những linh kiện của Gigabyte Aorus thì nó sẽ thể hiện cũng như cái sức mạnh của nó khi mà anh em chơi game như thế nào, thì anh em hãy cùng mình đi thẳng vào cái bài test ngày hôm nay nhá.
Để chốt lại về cái bộ PCP Aorus Gaming Ultra thì như đoạn đầu video cũng như sau cái bài test thì các bạn cũng có thể thấy đó chính là nó sẽ dành cho những ai là những cái người dùng, những ai là fanboy của Gear Virus muốn trải nghiệm một cái hệ sinh thái cũng như đặc biệt đó chính là công nghệ Net Attribute Fusion của hãng này, thì các bạn có thể nên cân nhắc đến việc lựa chọn cũng như là build cái bộ PC này để về sử dụng. Và ngoài ra thì đối với các khả năng chơi game thì trong quá trình khi mà anh em test thì các bạn cũng có thể thấy đó chính là nó có thể chơi được ngon lành rất là nhiều những cái tựa game với mức thiết lập là từ 2 cho tới max setting ở trên độ phân giải Full HD, thậm chí là đối với những tựa game nhẹ thì nó hoàn toàn có thể chơi được ở trên cái độ phân giải đó chính là 2K. Và đối với khả năng làm đồ họa thì các bạn nên cân nhắc một chút, bởi vì do cái con Intel Core i5-9400F này thì nó đã bị loại bỏ đi cái nhân đồ họa tích hợp, vậy nên thì cái việc làm đồ họa của nó sẽ bị hụt hơi một chút so với người tiền nhiệm là i5-8400. Vậy nên thì nếu như các bạn muốn làm đồ họa thì các bạn có thể lựa chọn con i5-8400, còn nếu để chơi game thì i5-9400F nó sẽ đem đến một cái lợi thế hơn một chút so với con i5-8400 từ kia. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn gửi tới cho anh em về cái bộ PCP Aorus Gaming Ultra có mức giá là 27.890.000 đồng đang được bán tại Phát Công Tơ. Thì đường link mua hàng thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video ngày hôm nay. Và video của mình đến đây kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Phát Công Tơ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kế tiếp.